Bộ phim Na Tra Hàng Yêu Ký. Tập 21. Lúc nãy Quy Hỷ nói Quy Tiên Nhân hiện giờ đã hồi phục ký ức, có khi nào gạt chúng ta không? Quy đừng nói vậy, tiền bối hồi phục thì chúng ta mới tiện giao phó chứ. Vậy tại sao bà ấy còn chưa chịu ra đây nữa? Nè, có khi nào dòng xoay ký ức bị rớt bể, bà ấy mãi mãi là lão ngoan đồng không? Ai là lão ngoan đồng? Ai nói ta là lão ngoan đồng? Ai là lão ngoan đồng? Tham kiến tiền bối. Tiền bối, cuối cùng người cũng khỏi rồi. Ta khỏi hả? Rốt cuộc ta khỏi chưa vậy? Ủa, khỏi rồi. Sao hả? Ngươi nói ta là lão ngoan đồng có đúng không? Hả? Lần trước khi chúng tôi gặp tiền bối, người còn vừa khóc vừa la đòi chúng tôi cho kẹo. Vậy rồi kẹo đâu? Kẹo. Người giúp chúng tôi một chuyện, tôi sẽ cho kẹo ngay. Ta biết ngay mấy người trẻ bây giờ mà, làm cái gì cũng nói điều kiện hết trơn rồi. Thật sự khác xa thời đại các thiên thị bọn ta. Quy Tiên Nhân nói vậy là sai rồi. Hiện giờ tà ma hoành hành, lão đại tôi và tiểu long nữ làm vậy cũng vì thế thiên hành đạo thôi. Chứ không hề có một chút tư lợi. Tiền bối, hiện giờ tứ hải lâm nguy, phụ dương con và dương thúc toàn bộ bị Xa Cơ bắt rồi. Bây giờ họ đang cần tìm kim thủy lệnh bài và ngân thủy lệnh bài gấp, để giúp yêu tộc đại đế hồi phục pháp lực. Không thể để họ tìm ra. Nếu mà họ tìm ra, vậy chúng ta sẽ tiêu đời. Tiền bối, hồi nhỏ người từng nói với con về tung tích của ngân thủy lệnh bài. Nó đang ở đâu? Người có nhớ lầm không vậy? Không phải ta nói, người là nhớ người lầm nói rồi mà. Đúng, hình như lúc ngươi còn nhỏ ta từng nói với ngươi chuyện này. Hai con rùa này nó ở đây, ta không có tiện nói. Vậy phiền hai người qua bên kia một lát. Giờ thì nói được chưa? Ta nói các người biết, đừng có kể với ai nha. Dạ. Không kể với ai. Ở trong phòng của ta, ngân thủy lệnh bài ở trong phòng người. Ta còn chưa có nói xong. Coi quên được, kìa. Được. Ở trong phòng của ta có một cái mật thất. Ở trong cái mật thất có kẹo. Có kẹo. Vậy thì có liên quan gì tới ngân thủy lệnh bài? Có đó. Không phải các người muốn nói, nếu ta cho các người biết ngân thủy lệnh bài ở đâu thì cho ta kẹo sao? Rồi sao? Đúng rồi. Cho nên ta đã có kẹo rồi mà, tại sao phải nói cho các người biết ta đi ăn kẹo? Lão đại, tôi lông nữ đi ăn kẹo đây, ta có kẹo rồi. Cứu tôi với. Hai người khẳng định bà ấy khôi phục bình thường rồi chứ? Tôi thấy bà ấy đang giả điên giả khùng thì có. Không được, tôi không tin. Bây giờ tôi phải đi hỏi cho ra lẽ. Nè. Không được vào trong. Nè, hai người tỏ thái độ gì đây? Tôi còn chưa hỏi tội hai người nữa. Quy tộc các người có ý gì? Vừa nhắc tới ngân thủy lệnh bài là ấp a ấp úng, cố tình không cho chúng tôi biết vậy? Ổn láo, Quy Tiên Nhân hành sự cẩn thận, không tới lượt tiểu tử ngươi phê bình này nọ. Ngươi. Lão đại. Được, bọn ta sai rồi, được chưa? Là bọn ta không đúng, xin lỗi hai vị được chưa? Nhưng mà chúng tôi tìm Quy Tiên Nhân là có lý do. Hiện giờ tướng hải đang lâm nguy, các người không thể thông cảm một lần được hả? Thật không dám giấu gì, Quy Tiên Nhân quả thật đã hồi phục ký ức rồi. Nhưng mà bà ấy do bệnh quá lâu ngày nên để lại di chứng. Vì vậy bà ấy cứ lúc khỏe lúc không. Hay là mấy người quay về trước đi, bà ấy khỏe hãy quay lại. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đi? Vốn dĩ muốn nhờ Quy Tiên Nhân giúp mình tìm ngân thủy lệnh bài. Phong Tiêu Ca còn ở chỗ của Quả Long sứ giả, chưa rõ sống chết. Chúng ta không có thời gian ở đây dây dưa đâu. Đúng vậy. Mọi người đừng có thất vọng quá.
Quy tiên nhân đối với các người thật sự rất tốt đó. Trước khi các người tới đây nè, bà ấy còn bói cho các người một quẻ. Bói quẻ? Quy tiên nhân nói chỉ cần các người đi theo hướng bắc thì sẽ gặp thần quả, tự nhiên sẽ phong sinh quả khởi. Phong sinh quả khởi? Phong sinh quả khởi? Phong quả? Phong quả luân? Vậy chứ là phong tiêu ca rồi. Là thật hay giả vậy? Đa tạ quý tiên nhân. Được rồi, mau đi đi. Chuyến đi này của các ngươi sẽ càng nguy hiểm hơn đó. Còn nguy hiểm hơn hả? Na Tra. Không sao không sao, yên tâm yên tâm, có bổn thiếu gia ở đây mà. Tham kiến nữ dương, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo. Có chuyện gì mà ngươi có vẻ khẩn trương vậy? Thủy Tinh Linh đã bị bỏ đói mấy ngày nay, không uống giọt nước, bây giờ sức khỏe suy yếu nên ngất đi rồi. Cái gì? Theo bổn dương tới đó mau. Dạ, dạ. Sắp chết rồi sao? Nữ dương bệ hạ, Thủy Tinh Linh hơi thở rất yếu ớt, thuộc hạ chỉ sợ nó cứng đầu như vậy còn tiếp tục kéo dài, chưa kịp khai ra câu thần chú thì nó đã chết đói rồi. Không ngờ nha đầu thối này nhìn liễu yếu đào tư lại cứng miệng như vậy. Hai người mau giúp bổn dương nghĩ cách, thật ra phải làm sao mới khiến Thủy Tinh Linh khai ra câu thần chú của Kim Thủy Lệnh Bài. Trời, nữ dương, thuộc hạ trầm tư suy nghĩ, nha đầu thối này tính tình ngạo mạn, chỉ bằng chúng ta đổi sang cách khác, dụ dỗ thế nào hả? Làm ơn đi, ta bảo vệ ngươi như vậy, ngươi phải giúp ta bảo vệ tụi nó nha, hả? Làm ơn. Đây là đâu? Có ai không? Có gì ăn không? Đói bụng quá không có bay nổi. Nếu ta không tiêu hao hết công lực đã bay đi từ lâu rồi. Tên ngốc kia, nói thật cho ta biết đi, rốt cuộc là ngươi có ăn cái gì chưa? Chán chết đi được. Qua ăn thịt người á. Sao mình lại ở đây? Mình nhớ là bị nhốt trong bình mà. Chuyện này là sao? Toàn là những món mà mình thích ăn. Chắc là có độc. Mà kệ đi, dù sao còn đỡ hơn là chết đói. Thủy Tinh Linh, khỏi trốn. Những món này là chuẩn bị riêng cho cô đó, cứ tự nhiên thưởng thức đi. Thì ra là bữa ăn cuối cùng của tôi.
Yêu phụ xà cơ cuối cùng nghĩ thông rồi hả? Chuẩn bị lấy đầu tôi sao? Vậy đừng phí lời nữa, giải tôi ra ngoài đi, kết thúc nhanh gọn. Cô nói gì vậy? Nữ vương muốn đối xử với cô như là thượng khách. Coi tôi là thượng khách? Ừ. Đừng làm tôi sợ đó. Là thật đó. Nữ vương xuống bếp dò hỏi xem cô thích ăn món gì nhất, nên đã căn dặn họ chuẩn bị mấy món này là muốn cô hiểu được thành ý của nữ vương với cô. Bớt giỡn đi, thành ý của bà ta hả? Phải nói là vô cùng đen tối, dù ban ngày đốt đèn tìm cũng không thấy. Chắc chắn có âm mưu gì đó. Có âm mưu gì đâu. Cô ăn xong thì chải chuốt lại. Chút nữa nữ vương muốn gặp mặt cô. Là ý gì đây? Thủy Tinh Linh đại nhân, cô mặc bộ y phục này vào đi. Là nữ vương bệ hạ cố tình chuẩn bị cho cô. Chất liệu này đông ấm hè mát, vô cùng thích hợp cho dốc dáng của cô. Bộ này có thể chuyển đổi thành 7 màu sắc khác nhau. Nó được nhuộm từ cây quang thủy thảo. Ngư cơ, đem nhiều nể vật quý như vậy là có ý gì? Nữ vương bệ hạ đến. Tham kiến nữ vương bệ hạ. Miễn lễ. Tà cơ, bà đem mấy thứ này ra định giở trò gì đây? Có âm mưu quỷ kế gì nữa hả? Thủy Tinh Linh, lúc trước bổn vương hành hạ cô là ta không đúng. Tại đây bổn vương xin tạ tội với cô. Bổn vương đã tự kiểm điểm, về đạo dùng người tuyệt đối không nên trách phạt, mà là dùng thành ý để thuyết phục. Cho nên bổn vương nghĩ phải đối đãi cô tử tế. Tà khinh, nói cho bà biết, tôi không mắc bẫy đâu. Có thể nhất thời nữa khắc cô khó lòng chấp nhận, nhưng mà không sao, kể từ hôm nay ta tuyệt đối không làm khó cô. Sau này mỗi một ngày cô đều là thượng khách của ta. Bất luận cô có yêu cầu như thế nào, chỉ cần cô chịu lên tiếng, ta nhất định dốc hết sức làm cô hài lòng. Những bộ y phục qua lệ này được đo may theo kích cỡ của cô, là nữ vương bệ hạ cố tình thưởng cho cô. Cô hãy mặc thử đi, cô mặc lên người nhất định sẽ thấy rất đẹp. Tôi nói cho bà biết, bà đừng có uổng công nữa. Thủy Tinh Linh này chỉ trung thành với một mình công chúa thôi. Bổn vương thành tâm thành ý muốn kết giao bằng hữu với cô. Đừng nói những bộ y phục qua lệ này, cho dù là những thứ bổn vương đang có, chỉ cần cô muốn có một câu thôi, cứ tùy tiện lấy dùng. Được, vậy thì cái tôi muốn chính là đầu của bà. Thủy Tinh Linh, nữ vương bệ hạ tuy có thiện ý, nhưng mấy lời đùa cợt này cô không được tùy tiện nói ra. Không dám chứ gì, đừng có khua môi múa mép. Tùy bà, nói cho bà biết, Thủy Tinh Linh này đối với núi vàng núi bạc của bà tôi không có thèm đâu. Dù bà có đem cả long cung này tặng cho tôi cũng không cần. Muốn chém muốn giết, tùy bà. Khoan đã, Sửu Tể Tướng. Sao hả? Hết kiên nhẫn rồi, muốn ra tay sao? Thủy Tinh Linh, bổn vương cảm thấy cô thật sự rất dễ thương, thông minh, lanh lợi. Bộ y phục cầu vồng thất sắc này rất hợp với cô. Đúng rồi, cô là thượng khách của ta, sao thiếu người hầu hạ được chứ? Các người nghe đây, sau này Thủy Tinh Linh là chủ nhân của các người, hầu hạ cho đàng hoàng, không được chậm trễ. Có nghe rõ chưa? Tham kiến chủ nhân. Thần Quả Quốc cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngươi tên họ là gì? Từ đâu tới? Tại sao xông vào Thần Quả Quốc? Là cô bắt ta tới đây mà. Ta đang hỏi ngươi đó. Dừng tay lại đi, ta không biết cô. Ta là tướng lĩnh dưới trướng của nữ vương xà cơ Đông Hải Long Cung, Quả Long sứ giả. Hỗn sự! Đủ rồi, dừng tay lại đi. Ta hỏi ngươi lần nữa, tại sao tới Thần Quả Quốc?
Lúc ta đang áp giải phạm nhân về Đông Hải thì bị tấn công, cho nên mới lưu lạc tới đây. Ngươi tưởng ta là con nít 3 tuổi hả? Đông Hải cách chỗ này cả ngàn dặm, sao lưu lạc tới đây được chứ? Là thật mà. Được, cứ cho là ngươi nói thật đi. Nam nhân dám tự ý xông vào thần quả quốc, chỉ có chết mà thôi. Ta không có ý xông vào, với lại ta không biết thần quả quốc là gì hết. Không tin thì cô hỏi. Người đi chung với ta đâu rồi? Sợ là ngươi không còn gặp lại hắn nữa. Chúc mừng nữ dương, kỹ thuật phi tiêu của người lại có tiến bộ. Còn sống hay đã chết? Bán sống bán chết. Coi như người mạng lớn. Nói mau, tại sao người dám tự ý xông vào thần quả quốc? Mau thành thật khai báo. Đám nữ nhân này xem ra không phải dạng dừa. Trước khi mình chưa làm rõ thân phận của bọn họ thì tốt nhất đừng nói gì hết. Còn không mau nói đi. Câm hở. Còn tên kia sao rồi? À, để thuộc hạ đi xem sao đã. Mau giải tên câm này đi, chút nữa giao cho khổng tước xử lý. Dạ. Giải đi. Nói mà, tại sao ngươi lại tới thần quả quốc? Lúc nãy ta nói rồi, bọn ta bị dòng hải lưu đưa tới đây, vốn dĩ không có ý xông vào. Được, ngươi không nói chứ gì? Ta không tin, miệng của ngươi còn cứng hơn roi của ta. Mới chút xíu đã chịu không nổi rồi, tệ quá. Khổng tước, sao rồi hả? Có hỏi ra được cái gì không? Hắn nói là người của Đông Hải Long Cung lúc áp giải phạm nhân vô tình lưu lạc tới thần quả quốc. Tôi thấy hắn không thành thật. Còn tên kia thì sao? Hắn bị câm, chỉ biết ú ớ thôi. Bệ hạ kêu tôi giải tới cho cô thẩm vấn, cô hãy ráng hỏi cho ra kết quả. Yên tâm đi, đối phó với bọn nam nhân thối thì tôi có cả ngàn cách. Vậy giao cho cô đó. Đứng lại, quay qua đây. Sức dài vai rộng, cơ bắp săn chắc, võ công của ngươi chắc cao cường lắm hả? Nghe giả cúc nói ngươi bị câm, cũng có nghĩa là dù giao cho ngươi nhiệm vụ gì, ngươi cũng không thể nói được với ai. Theo lời chỉ dẫn của Quy Tiên Nhân, chúng ta đi về hướng Bắc. Ven biển chỉ có hòn đảo nhỏ đó. Xem ra Phong Tiêu Ca và Quả Long Sứ Giả chắc là đang ở trên đảo. Ba ngày ban mặt, ở đâu ra ánh sáng chói mắt này chứ? Tới đó xem thì biết ngay thôi. Nhanh lên. Là đá quái quỷ gì vậy? Ánh sáng mạnh quá, làm chói mắt muốn chết. Lão đại, lão đại. Dòng Càn Khôn,
ngươi sao vậy? Lão đại, đừng đi về phía trước nữa, ánh sáng này không ổn, hình như làm tiêu tan pháp lực của chúng ta. Pháp lực? Người củ xe hả? Hả? Cô làm sao vậy? Sao tự nhiên biến nhỏ lại rồi? Đứng dậy đi. Nữ Dương, có người xông vào cấm địa. Chắc chắn là mấy tạ đa lớn đã dở trò. Không sai, tôi cũng đang cảm thấy rất khó chịu. Vậy để tôi đi đập nát mấy tảng đá đó. Khoan đã, lâu đợi. Củ sen, chúng ta cứ mặc kệ mấy tảng đá đó đi, tạm thời cứ rời khỏi đây đã. Được rồi, chúng ta qua bên kia đi. Tiểu Long Nữ, lão đại, lại chuyện gì nữa? Người củ sen. Cô hay lắm, sau khi bị biến nhỏ thì lại bắt tôi phải hầu hạ cô. Quân sư, có cần đuổi theo bắt họ lại hay không? Mấy người này không hề bình thường, khoan hãy manh động. Đoạn Vô Trọc, ngươi bị làm sao vậy? Bình thường ăn nhiều lắm mà, sao bây giờ yếu vậy? Qua giúp ta đi. Nhiều lời quá, đâu phải tự nhiên tôi muốn biến nhỏ, tự tôi muốn quên ẩm lắm hả? Nè, gì vậy người củ sen? Cô tự đi đi. Ui da. Hay là huynh tìm cho tôi bộ y phục vừa người đi. Đi thôi. Ê. Lão đại xong chưa? Nè nè nè, cô nhìn đi. Bả tôi xuống, tôi muốn tự chọn. Lão đại, lão đại, có người tới. Hả? Lão đại. Tôi không thấy gì hết hả? Ngươi đừng có hiểu lầm, ta với cô ấy chỉ xin mời kéo hồ lô đây. Xin thưa, ghé vào xem đi. Kéo hồ lô đây. Xin mời cười gì mà cười, xin mời ghé vào xem. Xong hết không có gì, không xong có gì. Kéo hồ lô đây, mau lên mau lên, có chuyện trễ đó. Mua đi Ngươi bị bệnh hả? Quá Đạn Vô Trọng, chắc mình vẫn chưa khỏi hẳn có đúng không? Cái này hả? Rời xa ánh sáng đó tôi đỡ hơn nhiều rồi. Đi thôi. Mua đi. Đi thôi. Đẹp lắm đó. Chạy mau. Chuyện gì vậy? Chạy đi. Sao vậy? Bắt ba người bọn chúng lại cho ta. Các người muốn làm gì? Ba người bọn ta chỉ đi ngang nơi này, tại sao các người khuấy động can qua? Bớt giả dờ. Nam nhân dám xông vào thần quả quốc thì đều phải chết. Thần quả quốc? Xem Đa Phong Tiêu Ca và Quả Lâm Sứ Giả cũng đang ở đây. Đây là quy tắc quái quỷ gì? Nam nhân ăn thịt cô sao? Đây là quy định do Nữ Dương đặt ra, không tới lượt ngươi nói. Ba người các ngươi hành tung mờ ám, cứ bắt các ngươi về trước, giao cho bệ hạ định đoạt. Dựa vào các ngươi sao? Đúng là không biết lượng sức mình. Đừng phí lời, bắt bọn chúng lại. Nam nhân đó là nam nhân kìa. Là nam nhân đó. Là nam nhân. Có chuyện gì? Nam nhân đó là lần đầu tiên. Nam nhân đó. Ôi trời, đánh nhau rồi. Dừng. Sao hả? Tới cô ra tay sao? Nói cô biết, quyền cước không có mắt,
chi bằng mau về nhà thiêu thụ mai giá đi, đừng có bắt chước người ta đánh nhau. Bổn quân sư sẽ mai miệng các ngươi lại, thiêu hoa lên mặt. Mau thả ta ra. Không thể dùng pháp thuật. Hai tên khốn này vốn dĩ là cái gai trong mắt của bổn vương, vậy mà bị một đám nữ nhân đánh bại. Nhìn bộ dạng của tiểu long nữ, chắc phải ngồi yên chờ chết rồi. Nữ vương nói chí phải ạ. Quả long sứ giả thì ra vẫn chưa chết, nhưng mà có chết hắn cũng không dám bán đứng bọn ta. Mình phải nghĩ cách trước khi hắn về gặp xà cơ liên hệ với hắn. Ôi trời, nữ vương, người mau coi đi kìa, thì ra quả long sứ giả cũng ở trên Bà Sa đảo. Vào lúc này nếu chúng ta liên hệ được với hắn, có thể đội ứng ngoại hợp. Có thể à, trừ khử mối đại quả Na Tra tiểu long nữ rồi còn gì, chẳng phải quá dễ dàng rồi hay sao? Quả long sứ giả nghe lệnh. Hiện giờ bổn vương dùng thiên lý truyền âm nói chuyện với người. Na Tra và tiểu long nữ cũng đang bị bắt ở Bà Sa đảo. Bổn vương muốn người đi xác nhận bọn chúng còn sống hay đã chết, không được sai sót. Thì ra xà cơ luôn dùng thủy tinh cầu để giám sát công chúa. Dưới đà này chắc chắn công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Mình phải nghĩ cách trộm thủy tinh cầu giúp đỡ công chúa. Tế tư đại nhân, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo. Có chuyện gì? Nói đi. Có ba tên từ nơi khác đến, xông vào cấm địa. Hiện giờ bệ hạ đã phái quân sư đi bắt họ, kêu thuộc hạ tới thông báo mời người tới đại lao thẩm vấn. Ta biết rồi, người lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Thủy tinh cầu. Thủy Tinh Linh, bộ y phục cầu vồng cô đã mặc chưa? Sao không thử đi? Ồ, bổn vương biết cô không thích sao? Ngư cơ. Thôi khỏi đi. Dạ. Nói cho bà biết, thủ đoạn này đối với tôi mà nói không có tác dụng. Giờ tôi cho bà hai con đường. Thứ nhất, thả tôi ra. Không thể được. Còn đường thứ hai, so với việc cứ giam tôi ở đây, vậy chỉ bằng cho tôi một đao kết thúc nhanh gọn. Giết tôi đi. Chuyện này càng không thể. Tôi cũng vì muốn tốt cho bà. Bà bắt giam tôi ở đây, tôi cũng không bao giờ khuất phục đâu. Không chừng ngày nào đó tôi nổi điên lên, thiêu rụi cả long cung này của bà đó. Để coi lúc đó yêu phụ như bà có còn cười nổi hay không. Thủy Tinh Linh, dù cô là thượng khách cũng không được vô lễ với nữ vương, phải tôn trọng người. Nữ vương bệ hạ, thuộc hạ cho rằng nên đem Thủy Tinh Linh giam vào đại lao chờ xử lý sao? Thủy Tinh Linh, cô còn nhớ không, lúc đầu khi bổn vương mới tới đây, cô dẫn ta dạo khắp long cung. Nhớ hồi đó ta vẫn còn trẻ, không hiểu quy tắc, chỉ có cô chịu chấp nhận ta, luôn luôn nhắc nhở ta. Nhớ lúc đó quan hệ chúng ta tốt biết mấy, không lẽ cô quên rồi sao? Vì lúc đó tôi thấy bà là một nữ tử cô đơn lẻ loi tới long cung,
mới mở lòng từ bi đến an ủi bà. Không ngờ bà dông ân phụ nghĩa, mưu quyền soán gì. Tôi có mắt như mù mới đi an ủi bà. Đúng đúng đúng, ta mưu quyền soán gì. Nhưng cô cũng nên hiểu cho, chúng ta đều là nữ tử, càng nên thông cảm mới đúng chứ. Lão già ngao quản đó hồ đồ. Ta đoạt dương vị thật sự cũng vì tạo phúc cho thủy tộc. Cô câu nệ mấy tiểu tiết đó làm gì chứ. Đông Hải này sớm muộn gì cũng không còn chỗ cho Long tộc. Đầu quân cho bổn dương mới là kẻ thức thời. Bà im đi. Tôi nói bà biết, lúc đầu tôi không nên bảo vệ cho bà, mà nên để người trong Long cung dìm chết bà mới đúng đó. Bà nương thối, tôi không bao giờ khuất phục bà đâu. Thủy Tinh Linh này chỉ trung thành với một mình công chúa thôi. Được, để bổn dương coi thật ra ngươi ngang tàng được bao lâu. Đáng chết, Thủy Tinh Linh đúng là không biết tốt xấu. Nếu không phải vì Kim Thủy Linh bài, bổn dương đã giết nó từ lâu rồi, không để cho nó ngang tàng với bổn dương như vậy. Nữ dương bớt giận. Con nhà đầu thối Thủy Tinh Linh ngang tàng mấy cũng chỉ là tù binh của chúng ta. Có được câu thần chú của Kim Thủy Linh bài chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Người nói không sai, giờ bổn dương nên chuyên tâm đối phó với Tiểu Long Nữ. Ba người các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta hỏi cái gì các ngươi phải trả lời cái nấy, để tránh chịu nỗi đau thể xác, biết chưa? Người tên họ là gì? Tiểu Long Nữ. Vậy còn ngươi? Lý Na Tra. Người tên họ là gì? Nghe kỹ nha. Đoạn Vô Trọc. Đoạn Vô Trọc. Cái tên này nghe hay đó. Tất nhiên rồi, hay hơn là Quế Hoa Giả Cúc gì đó. Còn dám dẻo mồm dẻo miệng, người đâu, giải hắn đi. Các người muốn làm gì? Đoạn Vô Trọc. Đi, đi mau. Nè, đi. Thả ta ra. Ngươi nói họ là tiên nhân. Dạ, theo lời bọn tù binh Đông Hải nói, bốn người Đa Tra đều là tiên nhân. Nếu có thể ăn thịt uống máu bọn họ, chắc chắn sẽ giúp công lực của chúng ta tăng thêm một bậc. Ừ. Dạ Cúc, ngươi thấy sao? Thần cảm thấy so với ăn thịt bọn họ thì chi bằng cho họ thần phục nữ dương, để nữ dương sai khiến. Nói hay lắm. Vậy theo ý của ngươi, trong đó có ba nam nhân, ta nên chọn người nào? Nữ dương ở trong nhóm Lý Na Tra là lão đại, tất nhiên hắn ta phù hợp với nữ dương nhất. Vậy được, đêm nay dạy hắn tới tổng cung của ta. Dạ. Nữ dương, còn tên Câm ban cho Di thần được không? Thần chọn Đoạn Vô Trọc, xin nữ dương toại nguyện. Xem ra hai người đã lựa chọn từ trước, kẻ còn lại mới để dành cho ta thôi. Di thần không dám. Bỏ đi, lần này cứ theo ý hai người. Tạ ơn nữ dương. Hai người nói coi, Tiểu Long Nữ và Quả Long Sứ Giả nên xử lý như thế nào? Chuyện này Đông Hải Long Cung là địch hay bằng hữu còn chưa biết. Quả Long Sứ Giả tạm thời giữ lại, sau này ắt có chỗ dùng tới. Còn về Tiểu Long Nữ, chi bằng thuyết phục ở lại Thần Quả Quốc, ban cho cô ta một chức quan để giúp tăng cường binh lực cho Thần Quả Quốc. Được, làm theo ý của người đi. Dạ, dạ. Thank you.
thành ti vật ngại biến. Tiểu Long Nữ, đi theo bọn ta. Các người muốn làm gì? Liên quan gì ngươi? Tham kiến nữ dương. Miễn lễ. Quả nhiên ngươi rất xinh đẹp. Thảo nào mà có tới 3 nam nhân giúp ngươi. Sau này đây chính là phòng của ngươi. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu có cần gì cứ nói với nữ binh bên ngoài là được. Số hoa quả trên bàn đều là đặc sản của thần quả quốc ta. Cô cứ ăn thử đi. Còn bình trà mật hoa thanh quả cũng là bí quyết của chúng tôi. Giải nhiệt tiêu độc, uống vào thơm miệng. Uống vào cô sẽ biết ngay. Bà bắt tôi tới đây, lại hậu đãi tôi. Muốn làm gì? Ta thấy ngươi cũng là một nhân tài. Muốn lôi kéo ngươi đầu quân cho thần quả quốc. Chỉ cần ngươi đồng ý, sau này ngươi sẽ được giống như Khổng Tước và Giả Cúc, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Vậy còn Na Tra, họ sẽ ra sao? Chuyện này ngươi không cần lo, ta tự biết cân nhắc. Sao hả? Đa tạ nữ dương hậu ái. Tôi sợ mình không gánh vác nổi. Ngươi không suy nghĩ đã từ chối. Xem ra không hề coi thần quả quốc ta ra gì. Nữ dương hiểu lầm rồi. Tôi đang gánh trọng trách phục hưng Đông Hải trên vai, không thể tập trung với nước khác được. Nếu đúng như lời nữ dương nói, tôi có lỗi với phụ dương tôi và thần dân Đông Hải. Thì ra là vì chuyện này. Ta có nghe qua chuyện của ngươi. Dựa vào sức một mình ngươi muốn phục hưng Đông Hải, đúng là mơ mộng hão huyền. Chi bằng ngươi góp sức cho ta, cuộc sống cũng tự do thoải mái hơn. Loại cuộc sống tự do thoải mái đó tôi không cần. Không biết tốt xấu. Giả Cúc, Khổng Tước, ngày năm mà Tiểu Long Nữ chưa đồng ý, không cho rời khỏi phòng này. Dạ, nữ dương. Nè 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 nè, mấy người làm thiệt hả? Thù bên thiết chứ. Quá. Mở cửa. Cô đừng tốn công phí sức. Mở cửa. Cánh cửa này bị ta thi pháp rồi, trừ phi được ta giải phong ấn, nếu không cô mãi mãi không mở được. Cô ở bên trong đó, từ từ suy nghĩ về đề nghị của nữ dương đi. Tôi không cần suy nghĩ, tóm lại là không được. Mở cửa. Mở cửa. Tức chết đi được. Ôi, ui da. Muốn chém muốn giết các người cứ tự nhiên đi. Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Bổn thiếu gia từng trải qua nhiều rồi, nhưng Tiểu Long Nữ thì khác. Mau thả cô ấy ra đi. Đừng có la nữa, chỗ chúng tôi đâu phải lò giết mổ. Nơi quỷ quái gì đây? Nè, các người làm gì vậy? Lúc nãy còn nói là từng trải nhiều rồi mà. Khởi bẩm quân sư, đã giải phạm nhân tới. Được rồi, các người lưu ra đi. Dạ. Thanh ti giật ngại biến. Áp giải ta tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Giải người tới đây tất nhiên là hầu hạ ta. Xin lỗi nha, ta không làm. Ngươi. Được thôi, ngươi qua đây ngồi uống với ta đi. Không xong rồi, nếu như các người xảy ra chuyện rồi. Hả? Nữ dương, đứng lại, muốn đi đâu?
nhiên là rời khỏi cái nơi đầy yêu khí này. Đừng hòng đi. Nữ nhân như bà đúng là âm hồn không tan. Không ngờ nhìn ngươi yếu ớt như vậy mà cũng có khí phách lắm. Ngươi nói muốn chạy mà sao không chạy đi? Có bản lĩnh thì bà thả ta ra, chúng ta tỉ thí một trận quang minh chính đại. Ta không dùng pháp thuật dẫn thắng bà, bà dùng thủ đoạn này còn gì là anh hùng hảo hán? Ta vốn dĩ đâu phải anh hùng hảo hán gì đâu. Biết điều thì mang nhận tội với ta. Ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Na Tra tha chết không cúi đầu. Được, ta cho ngươi toại nguyện, giải Na Tra vào đại lao. Giờ ngọ ngày mai xử trảm. Dạ, dạ.